Đúng 6 giờ sáng nay, ngày 30 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ bắt đầu tổ chức phân luồng phương tiện lưu thông qua cầu phao Phong Châu, thay thế cho cầu Phong Châu bị sập. Việc đưa cầu phao vào khai thác giúp người dân hai bên sông không phải đi đường vòng xa hơn hàng chục km. Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông phương tiện lưu thông qua cầu. Lực lượng chức năng được tổ chức ở hai bên đầu cầu để phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự. Theo quy định, cầu phao chỉ cho phép người, xe thô sơ, xe gắn máy và xe máy điện được phép lưu thông qua cầu phao theo hai chiều. Tốc độ tối đa cho phép là 5 km/h. Cho phép các loại xe ô tô con và xe bán tải được phép lưu thông qua cầu phao theo một chiều. Thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30 m. Tốc độ tối đa cho phép là 10 km/h.